Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, chuyên mục Mỗi tuần một câu hỏi của tạp chí Địa ốc đã có nhận được một câu hỏi của một doanh nghiệp với nội dung như sau. Công ty chúng tôi đang thuê căn hộ chung cư đặt văn phòng kinh doanh. Xin được tư vấn. Thứ nhất, trường hợp muốn sửa chữa căn hộ chung cư thì việc sửa chữa này có thay đổi cấu trúc của căn hộ, cụ thể là sửa bếp cho đúng hướng thì phải thay đổi cửa ra vào sân phơi, cắt bỏ cửa. Như vậy xin hỏi là có được phép sửa chữa như vậy không? Nếu được thì phải xin phép cơ quan thẩm quyền nào? Thứ hai, có thông tư nào nói về việc không được kinh doanh tại các căn hộ chung cư hay không? Và thưa quý vị, chúng tôi đã chuyển những câu hỏi này đến công ty luật Apollat. Và như thường lệ thì luật sư Phạm Hồng Mạnh, giám đốc công ty sẽ có những chia sẻ ngay sau đây. Thưa quý công ty, thì cái trường hợp và cái câu hỏi của công ty thì tôi trả lời như sau. Tức là có trong trường hợp mà công ty tiến hành sửa chữa cái căn hộ chung cư mà mình đã tiến hành thuê, thì theo quy định pháp luật, nếu cái việc sửa chữa đó vi phạm mà nó không phù hợp với những cái phê duyệt về thiết kế công trình cũng như là những cái chức năng của căn hộ chung cư thì là không được phép. Tôi khẳng định là không được phép. Nếu nó thay đổi những cái thiết kế và đã được phê duyệt. Trường hợp thứ hai là một cái vấn đề lưu ý rằng là nếu mà một công ty của quý anh chị mà thuê một căn hộ chung cư mà đặt cái trụ sở công ty hoặc là địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư đấy là không phù hợp với quy định pháp luật. Thì hiện tại là quy định của luật nhà ở đã quy định rõ căn hộ chung cư là nhà ở và vì vậy chỉ có sử dụng vào mục đích để ở chứ không được phép sử dụng vào bất kỳ mục đích khác. Trong trường hợp này là công ty đang sử dụng vào mục đích kinh doanh là không phù hợp quy định pháp luật. Doanh nghiệp không được phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở là được quy định tại điều khoản 11 điều 6 luật nhà ở 2014.